Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát tu xả Pháp không quên mất, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả tánh luôn luôn xả, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy, này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có Pháp không quên mất, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu nghĩ có tánh luôn luôn xả, có xả sự tu này thì thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu đại bồ tát tu xả pháp không quên mất cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tánh luôn luôn xả cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát tu xả tất cả pháp môn tam ma địa, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả tất cả pháp môn đà la ni, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có tất cả pháp môn tam ma địa có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có tất cả pháp môn đà la ni có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả tất cả pháp môn tam ma địa cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tất cả pháp môn đà la ni cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả trí nhất thiết cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có trí nhất thiết có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy, này thiện hiện, nếu đại bồ tát tu xả trí nhất thiết cũng xả sự du này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả quả dự lưu cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có quả dự lưu có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có quả nhất lai bất hoàn A-la-hán à quả vị độc giác có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba-la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa, vì vậy này thiện hiện, nếu đại bồ tát tu xả quả dự lưu, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa.